Hai chào mọi người đến với kênh của mình nha. Đêm vừa rồi á, anh em mình đó câu nái được 80 ký mực. Rồi sáng đêm đó anh em mình chạy gỡ tải á, bận lúc mà từ cái điểm mà anh em mình câu được 80 ký cho tới mà chỗ mà gỡ tải đó là 21 lý. Lúc mà anh em mình chạy về nữa là sáng giờ anh em mình chạy khoảng 42 lý để mà gửi mực, rồi chạy về cái điểm mà câu được 80 ký. Hy vọng đêm nay là anh em mình sẽ câu được nhiều mực, để có mực mình sẽ quay lại cho anh em xem cảnh mà anh em mình câu mực chín mực thôi, chứ cái cuộc sống đi biển nó chỉ đơn giản vậy thôi. Có ngày chứ buổi sáng thì ăn ngủ này kia rồi ban đêm thì câu mực, rồi đơn giản vậy thôi. Đêm nay chắc này với tình hình trời nó im gì đây nữa, chắc đêm nay anh em mình sẽ tiếp tục câu mực đáy nữa. Nếu mà mực lá là có trời sóng lên nước nó bạc bạc chứ lắm mới có mực lá, còn nếu mực trong mà đang ở đây là anh em mình chỉ câu mực ống thôi. Rồi đó, đêm nay anh em mình câu mực ống với bằng cái lưỡi câu này nữa, lưỡi câu chì đó, lưỡi câu chì vô giải bạc đáy đó. Và cái lưỡi này mình bự bự hơn xíu nữa mình dèo một lưỡi, nó mực nó ở đây nó cũng ăn dữ lắm. Lưỡi này Nguyễn làm thấy đẹp không? Từ ra ghe tới vô ghe là ngọt duy nhất. Còn hai dính người già nữa rồi nè. Bữa nay sống quá anh em ơi. Ui, không quên dính nữa. Để mình vô mình cuộn mực ở đây mới được. Mực con ngoái là già cả luôn phải không? Đây ra quay thường của Nguyên rồi tới ngọt con mực. Gọi xảy luôn. Xong đi.
biển nữa giờ ơi. Đâu mà chạy vào đó dữ vậy? Một già mất lên. Ê, nó cắn con mực, nó cắn con mực mày ơi. Cái gì? Cứ anh quên đẹp trai nữa rồi đó nghe. Kẻ 20kg nữa nghe quên. 20 nữa là 3 đêm 60kg thế bài chưa mà đó. Lai xô. Quên chính nữa rồi. Mới 1 phút mấy giây mà quên tôi chính vật nữa rồi. Ơi ơi, Trung Nguyên chính nữa nè. Quá trời quên đẹp trai rồi. À. Hay quá quên đẹp trai ơi. Ơi, ai gạt chính đây. Quá chạy như ba tiếp chứ. Rồi xong. Không ai dính nữa hết. Nguyên nó ra tới thì sao, nó hoàn dính một bự nữa rồi nè. Trước là từ sau lái ra tới trước kéo con dèo luôn rồi nè. Dèo này xảy mấy lần. Kéo đỡ gần tới không có gì xong ngọc kéo một.
sáng nay của anh em mình đây. Quynh đẹp trai lại tiếp tục gần 20 kg nữa. Ơi Quynh, cười cái Quynh. Đó. Nè để anh chỉnh cho nãy rồi. Còn cái gì? Còn mấy con nữa. Đi chạy Quynh này đủ nó cùng nữa. Muốn dèo một cái dèo ăn lợp. Nó kéo hai câu dèo xong phải không, là câu bạc nó ngâm dưới là nó vừa thả xong xong là nó kéo câu bạc lên nữa rồi, không còn bạc tí khô gì nữa chứ. Đó. Đó thì kinh đó. Cậu giá cậu hôm đảo giá sáng luôn dơ dữ quá dơ. Để anh nhìn lại cây cây nhơ đèn nước cái đài mà được không rồi đó đèn là có điện rồi đó từ từ ra đèn địa ba. Đèn ngứa cái tài chạy mạnh mới tới mới mới. Anh em mình nè. Đó. Rửa mực thôi. Đó được nhiêu cá tới đó. Mình ăn con quá trời quá. Dân tin lủng mấy lộn. Qua mang cắp anh bên anh còn mừng lá. Mới tèo ngồi rồi mày đứt gác ngồi không nổi luôn. Đó lội lội cho đi coi thua anh đó. Đứt cái gì. Ai nổi luôn nữa. Thấy quần to anh quá quê nghỉ. Ngồi cái dẹo mà hồ hồ cũng kéo không à. Mình còn sao đâu. Hồ quá thiệt luôn á, nhìn nó kéo hồ quá thiệt luôn á. Ai Quynh cười cái nó quên. Quynh, Quynh là người câu nhiều nhất đêm nay đó nghe anh em. Tài Quynh ơi. Rồi để mình làm một tiếp anh em mình mới được. Mình nghe thấy không? Có một chà bá là không nữa. Đau lưng ấy. Ừ, cậu ấy nhìn kết cho ngoài chắc kết đi. Rồi, ok.